Từng chỉ biết tới cây ngô cây lúa, giờ đây ông Giàng A Pùa, xã Cán Cấu huyện Simacai, đã là chủ những vườn hồng ngâm, cây dược liệu và đào cảnh lớn. Bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập khá, mà còn là điểm sáng để bà con trong thôn, trong xã học tập làm theo. Mảnh nương này vốn được trồng ngô, nhưng giờ là vườn đương quy tươi tốt, cho thu nhập cao gấp hàng chục lần so với trồng ngô. Đó là kết quả của việc tự học hỏi, quyết tâm tìm hướng thoát nghèo của ông Giang A Pùa. Cũng từ đó, hơn 2 hecta đất trồng ngô trước đây cũng được ông thay thế hoàn toàn bằng cây đào cảnh và hồng ngâm, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Thì mình đến đâu thì nhìn thấy họ lại có cái kinh tế nào thì năng suất về có thể bán được cái giá trị đồng tiền. Thì mình cứ hào hỏi thì mình về thì mình cứ làm theo đúng như như họ thì bây giờ mới như thế làm được như này. Trước là trong gia đình đang khó khăn mình chỉ trồng lúa trồng ngô như ngày xưa các ông cụ. Ôi là như này thì cảm thấy vui hơn ngày xưa nhiều. Thì ngày xưa thì ngày Tết còn chả có cái tiền để cho bà con đi mua quần áo Tết mà. Nếu bây giờ thì đến Tết thì kiểu gì bà con cũng đủ tiêu Tết. Những cây trồng mới cho giá trị thu nhập cao nhưng đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức cũng như kỹ thuật. Ngoài con trai đang phụ giúp, ông Pùa thường phải thuê thêm nhiều lao động trong vùng với mức tiền công 200.000 đồng một ngày. Mình ở nhà làm cho bố thì có công an việc làm ở nhà thì đỡ phải để không phải cần đi làm xa. So với việc đi làm công ty với lại xin việc chỗ khác thì mình làm ở nhà cũng thoải mái hơn và chi tiêu thì nó cũng được nhiều hơn. Với lại bây giờ làm ở nhà thì mình có thể học hỏi những kiến thức từ bố làm mà sau này mình có thể làm riêng cho mình và không cần phải học hỏi bên ngoài. Với thành quả đạt được, năm 2022, hộ ông Giàng A Pùa vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa. Thì ông một trong những hộ gia đình rất cần cù chịu khó, ham học hỏi, tìm tòi xây dựng những mô hình những cây mang lại giá trị kinh tế cao để vào sản xuất. Xã thì cũng có lấy gương để đưa cái nhân rộng cái điển hình tiên tiến về cái phát triển kinh tế để nhân rộng trên địa bàn xã để các cái hộ dân ở trong thôn cũng như trong xã để học tập. Một số hộ ở nơi các xã khác cũng về học tập kinh nghiệm làm giàu quả của. Với sự cần cù, ham học hỏi, mạnh dạn chuyển đổi từ độc canh cây lương thực sang các cây trồng hàng hóa mới, ông Giàng A Pùa đã tạo dựng được mô hình kinh tế bền vững. Cách làm này được địa phương đánh giá cao, khuyến khích bà con học tập sớm vươn lên thoát nghèo.